Em chào mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái mã sản phẩm, nó là cái cáp chuyển tiếp C ra HDMI ha. Đầu vào của nó là cổng tiếp C nha. Đầu ra là cổng HDMI. HDMI này được 4K 60Hz nha. Chất liệu của hai đầu cáp là nhôm nha. Chiều dài của cáp là 1m8. Nó hỗ trợ cho mắt M1, M2, Surface, Thunderbolt 3 và 4. Nó hỗ trợ cho táo 2020 ha. Và nhiều model khác. Sản phẩm này thì kết nối và chạy thôi, không cần cài đặt gì hết nha. Nó hỗ trợ cho mắt và pin. Bây giờ mình kết nối thử lên màn hình TV nha. Kết nối đơn giản ha, dễ sử dụng.